Khi chúng ta khởi nghiệp là chúng ta xây công ty. Vậy công ty của chúng ta có đạt được những tiêu chí sau đây? Thứ nhất, công ty của chúng ta có phải là một công ty thương mại? Thương mại có nghĩa là gì? Thương mại có nghĩa là chúng ta đang cả mua và cả bán. Thứ hai, thương mại còn có một ý nghĩa nữa, đó là công ty của chúng ta có bán được không? Nếu chúng ta bán được rồi, thì một cái yếu tố mà chúng ta cần quan tâm nữa, đó là khả năng sinh lời. Sinh lời của chúng ta có lặp đi lặp lại và tăng theo thời gian hay không? Và nếu có khả năng sinh lời rồi, thì tất cả đội ngũ của chúng ta có đang vận hành đồng bộ hay không? Chúng ta có được giải thoát ra khỏi công ty hay không? Nếu như lúc chúng ta mở công ty, chúng ta có một cái giấc mơ rằng chúng ta sẽ tự do về tài chính và chúng ta sẽ tự do về thời gian. Nhưng nếu kết quả sau khi chúng ta có doanh nghiệp rồi và cái kết quả giấc mơ này mãi mãi chỉ là giấc mơ mà không trở thành hiện thực thì lúc này là lúc cực kỳ nguy hiểm và chúng ta cần phải xem, kiểm tra lại, khám sức khỏe công ty của chúng ta. Việc thứ hai là nếu lợi nhuận của chúng ta đang có dấu hiệu giảm đi, đặc biệt là nếu doanh thu của anh chị đang tăng lên và tỷ suất lợi nhuận lại giảm đi thì đây là vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, chúng ta nên kiểm tra xem nợ của chúng ta trên tổng tài sản của chúng ta có nó tăng lên hay nó giảm xuống, và giảm xuống nó tăng lên hay giảm xuống, và nếu tăng lên và giảm xuống thì đều là thứ mà chúng ta cần kiểm tra. Điểm hòa vốn của công ty của chúng ta hiện nay, các anh chị có nắm được điểm hòa vốn của công ty không? Theo các anh chị, nó tăng theo thời gian hay nó tăng theo gì, hay là điểm hòa vốn là một điểm mà chỉ xác định một lần? Nếu các anh chị chỉ xác định một lần thôi thì lúc này là lúc nguy cấp để chúng ta cần phải kiểm tra lại doanh nghiệp của chúng ta. Hiện nay nếu như chúng ta đang vận hành kinh doanh công ty của chúng ta mà khả năng sinh lời của chúng ta đang thấp hơn so với ngành ở ngoài thị trường, đây cũng là điểm mà chúng ta nên kiểm tra lại doanh nghiệp của chúng ta xem là chúng ta đang có những quyết định nào mà chưa phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta.